Xin chào các bạn khán giả thân yêu của Bí Quyết Thành Công. Các bạn thân mến, nếu như cho bạn được chọn lựa một thứ quan trọng nhất trong cuộc sống này thì bạn sẽ lựa chọn điều gì? Tiền bạc, sự nghiệp hay là tình cảm? Mỗi người sẽ có một sự lựa chọn khác nhau bởi mục đích sống của từng người là khác nhau, đúng không ạ? Có người mong muốn một cuộc sống sung túc, vương giả, được ở trong một ngôi biệt thự xa hoa, đi siêu xe sang trọng. Thế nhưng đời sống tình cảm thì cô đơn bởi vì mất quá nhiều thời gian để phấn đấu cho sự nghiệp. Lại có người chẳng mơ mộng gì quá cao sang. Đối với họ, một công việc thu nhập ổn định, một gia đình nhỏ ấm áp, hạnh phúc, thế là thỏa mãn. Tuy nhiên, dù mục đích sống của bạn có là gì đi chăng nữa, thì bạn ơi, vẫn chỉ có một công thức chung để gặt hái thành quả mà thôi. Công thức đó là gì thì ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi theo dõi bí quyết thành công ngày hôm nay nhé. Câu chuyện của một người cha, một vị doanh nhân biến 10 triệu thành 10 tỷ làm nên cú lộn ngược dòng ngoạn mục trong sự nghiệp của ông sẽ trả lời cho các bạn biết công thức chính xác nhất để tạo nên sự thành công. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Các bạn thân mến, tôi muốn kể cho các bạn nghe câu chuyện có thật về cha tôi, một doanh nhân rất thành công, gặt hái được nhiều thành tựu, không chỉ về vật chất mà cả uy tín xã hội, quan hệ nghề nghiệp. Nhưng để đạt tới thành quả ngày hôm nay, ông đã phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp rất nhiều lần người khác. Thời trẻ, hồi những năm 30 tuổi, cha tôi đã là một người kinh doanh về ngành xây dựng. Ông nổi tiếng trong ngành bởi đầu óc kinh doanh, làm việc cũng chững chạc và tháo vát, nhưng lăn lộn trong nghề đã nhiều năm mà sự nghiệp vẫn không có khởi sắc, cuối cùng bị phá sản kết thúc sự nghiệp. Trong những tháng ngày suy sụp và tăm tối đó, ông đã liên tục suy nghĩ về lý do thất bại của mình, nhưng nghĩ đến nát óc vẫn không thể tìm ra câu trả lời. Lúc mệt mỏi chán trường, cha tôi đã đi ra ngoài, cứ đi suốt mà không có mục đích. Khi đi ngang qua một quầy báo, ông mua một tờ báo rồi hững hờ dở ra đọc. Ông bảo với tôi, đó là khoảnh khắc định mệnh làm thay đổi cuộc đời ta vĩnh viễn. Cha kể, cha cứ đọc, bất ngờ ông sững lại trước một bài báo. Bài viết đó như tia lửa điện đánh thẳng vào não bộ của ta. Máu nóng toàn thân chảy dần dần, ta hiểu mình cần phải làm gì. Quả nhiên ngay buổi chiều hôm đó, ông trở về nhà, gom góp vay mượn bạn bè được 10 triệu đồng làm vốn và tiếp tục lăn vào thương trường chinh chiến. Lần này, việc kinh doanh của ông dường như có phép màu vậy. Từ cửa hàng tạp hóa cho tới xưởng xi măng, từ nhà thầu cho tới kinh doanh xây dựng, tất cả đều thuận buồm xuôi gió, các đối tác làm ăn cứ lũ lượt kéo đến. Chỉ trong thời gian vỏn vẹn vài năm, tài sản của cha tôi đã tăng vụt lên 1 tỷ, tạo ra một câu chuyện huyền thoại về kinh doanh thời điểm ấy. Trở thành người nổi tiếng, rất nhiều phóng viên đến phỏng vấn hỏi cha tôi về bí quyết gây dựng lại sự nghiệp gia cơ, ông chỉ tiết lộ 4 chữ, chỉ giữ 6 phần. Sau đó một vài năm nữa, tài sản của ông như lăn quả bóng tuyết vậy, càng ngày càng lớn hơn, lên đến con số cả 10 tỷ. Cha tôi vừa kinh doanh, vừa tham gia diễn thuyết ở các trường đại học theo lời mời của phía nhà trường. Họ muốn cha tôi truyền cho các bạn sinh viên trẻ bí quyết làm giàu. Quả thực, có nhiều sinh viên liên tục đặt ra câu hỏi. Rốt cuộc, ông đã dùng bí quyết gì để biến con số 10 triệu thành 10 tỷ? Ông đã cười và trả lời rằng, bởi vì tôi luôn kiên quyết bớt đi 2 phần. Các em sinh viên nghe xong vẫn cứ thấy mơ hồ không hiểu. Phóng viên hỏi ông chủ kinh doanh rằng, cha ngài rốt cuộc đã dạy cho ngài biết bí quyết gì để kiếm tiền? Ông ấy trả lời, cha tôi không bao giờ nói cho tôi biết cách để kiếm tiền, mà ông chỉ dạy tôi một số đạo lý đối nhân xử thế mà thôi. Phóng viên ngạc nhiên tỏ vẻ không tin. Ông chủ kinh doanh nói tiếp, cha tôi từng căn dặn tôi rằng khi con hợp tác với người ta, nếu như con thấy lấy 7 phần là hợp lý hay 8 phần cũng được, vậy thì chúng ta chỉ cần lấy 6 phần thôi là được rồi. Nói đến đây, cha tôi cảm động nói rằng mình đã đọc đi đọc lại bài phỏng vấn này cả trăm lần và cuối cùng mới hiểu ra một đạo lý, làm người, cảnh giới cao nhất chính là tử tế, cho nên cảnh giới cao nhất của người thông minh, ưu tú cũng là tử tế. Ngẫm nghĩ thêm một chút thì bạn sẽ biết được rằng nếu bạn luôn đề nghị người khác kiếm được 2 phần thì mọi người đều sẽ biết rằng hợp tác với bạn sẽ được hời và như thế là sẽ có nhiều người hơn sẵn sàng hợp tác với bạn. Cũng như thế, dù bạn chỉ lấy 6 phần nhưng chuyện làm ăn đã tăng hơn 100 lần, còn nếu như lấy 8 phần mà chỉ tăng được 10 lần, vậy thì cuối cùng cái nào có lợi hơn đây? Bí quyết là nằm ở chỗ đó. Sai lầm lớn nhất mà tôi phạm phải lúc trước là quá khôn ngoan, tôi luôn tìm kiếm mọi cách để kiếm nhiều tiền hơn từ người khác. Cứ tưởng rằng kiếm tiền được càng nhiều thì càng thành công, nhưng kết quả là kiếm được nhiều tiền ở trước mắt thôi mà mất cả tương lai. Cha nói xong, cả hội trường với hàng nghìn sinh viên vỗ tay rào rào. Sau khi bài diễn thuyết kết thúc, ông lấy từ trong túi ra một tờ báo màu đã ngả vàng. Đó chính là tờ báo viết về ông trùm kinh doanh nọ. Nhiều năm nay ông vẫn luôn giữ gìn nó. Trong khoảng trống của tờ báo có một dòng chữ được viết bằng bút lông rằng 7 phần hợp lý, 8 phần cũng được
vậy tôi chỉ lấy 6 phần thôi. Làm con của doanh nhân, dù không theo nghiệp kinh doanh của cha, nhưng những lời răn dạy của ông về lẽ sống, về cách đối nhân xử thế luôn hiện diện trong đời sống của anh em chúng tôi. Tôi hiểu rằng cả tôi hay các bạn đều mong được gặt hái chút thu hoạch khi bắt tay làm bất cứ việc gì. Nhưng hãy nhớ rằng chiến thắng nhỏ dựa vào trí tuệ, chiến thắng lớn dựa vào đạo đức. Chỉ cần hiểu được đuổi theo lợi nhuận là hành động của người bình thường, còn chia sẻ lợi nhuận là hành động của người phi thường. Con người sống cả 100 năm, không thể hưởng hết tất cả vinh quang của thế gian này mà mang lại lợi ích cho cả trăm người mới có được nhiều tình yêu đích thực hơn từ cõi người. Đó chính là nguyên nhân thôi thúc tôi viết đôi dòng chia sẻ về bí quyết kinh doanh của cha tôi. Với hy vọng các bạn trẻ khát làm giàu có thể vận dụng linh hoạt và giữ lại cho mình sự tử tế, tính đạo đức trong cơn cuồng mộ làm giàu. Đó mới là giá trị cốt lõi của thành công. Hãy nhớ rằng khi chúng ta cho người khác vay mượn cuộc đời này, thực ra là đang xây dựng con đường cho chính bản thân mình. Sống tử tế, đường đời của bạn sẽ luôn dài rộng, thanh thang. Các bạn thân mến ơi, để có được sự nghiệp thành công cùng khối tài sản khổng lồ như ngày hôm nay, thì những nhân vật huyền thoại như Warren Buffett, Bill Gates, Jeff Bezos hay rất nhiều tên tuổi lớn khác nữa đều đã trải qua rất nhiều khó khăn, vấp ngã trên hành trình lập nghiệp của mình. Thế nhưng có lẽ chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy ở họ sự bi quan, sự chán chường và tinh thần bỏ cuộc, đúng không nào? Và các bạn biết chứ, hơn ai hết, họ chính là những người luôn biết cách tận hưởng cuộc sống một cách khoa học nhất, mặc dù lúc nào họ cũng bận rộn với ngàn việc trăm công. Vậy thì làm cách nào mà họ có thể cân bằng được giữa công việc và cuộc sống một cách trọn vẹn đến như vậy? Hãy cùng lắng nghe lời khuyên của họ nhé! Và 8 lời khuyên dưới đây chính là những chiếc chìa khóa quan trọng giúp vị tỷ phú đạt được mục tiêu của mình. Lời khuyên đầu tiên, đừng lấy tiền bạc làm thước đo thành công. Thông thường đa số đều lấy số tiền mà bản thân kiếm được làm thước đo thành công. Nhưng theo Branson, nếu chúng ta biết tập trung giải quyết những vấn đề còn tồn tại của thế giới này và biến nó trở thành một nơi tốt đẹp hơn, tiền bạc sẽ tự khắc đến. Có một quan niệm, dẫu sai lầm nhưng lại hết sức phổ biến, ta lấy tiền bạc làm thước đo cho thành công, mọi chuyện không phải như vậy và cũng không nên như vậy. Bạn đừng bao giờ dấn thân vào con đường kinh doanh mà chỉ nghĩ đến duy nhất việc kiếm tiền cả. Thay vào đó, hãy luôn ý thức rằng bản thân chúng ta vẫn còn nhiều sự thiếu thốn cần phải cải thiện. Bất chấp việc bạn có đạt được bao nhiêu thành tựu trong cuộc sống này đi nữa, thành công là một mục tiêu luôn luôn di động, là quá trình nỗ lực phấn đấu vươn lên, trong khi biết trân trọng những gì đang có ở hiện tại. Lời khuyên thứ hai, tìm kiếm niềm vui trong mọi việc. Nếu không tìm thấy niềm vui, có lẽ bạn đang đi sai hướng. Trong mọi việc, hãy luôn tìm cách tận hưởng và trân trọng cuộc sống. Dù thường bị xem nhẹ, song niềm vui là một trong số những yếu tố quan trọng nhất đối với bất cứ dự án kinh doanh thành công nào các bạn ạ. Khi cảm giác hứng thú với một dự án nào đó không còn, thì đó là thời điểm chúng ta nên rời đi. Nếu không cảm thấy vui, có lẽ đã đến lúc bạn nên từ bỏ và thử một điều gì đó khác. Thế nên, hãy ngừng lãng phí thời gian làm những công việc bạn ghét, vì chúng sẽ chỉ bòn rút niềm vui và hạnh phúc khỏi cuộc sống của bạn mà thôi. Lời khuyên thứ ba, tắt điện thoại và học cách nói chuyện trực tiếp. Các bạn ơi, không gì có thể thay thế cho một cuộc trò chuyện trực tiếp hay cảm giác hòa mình vào từng khoảnh khắc. Do đó, hãy sẵn sàng đặt chiếc smartphone của bạn sang một bên để tập trung vào cuộc nói chuyện. Trong bất cứ cuộc trò chuyện nào, việc bạn cần làm là hãy nỗ lực hướng sự chú ý về đối phương. Bên cạnh chú ý lắng nghe, ghi chú những gì cần thiết trong các buổi họp, bạn hãy chú ý đặt điện thoại sang một bên và hướng sự quan tâm về phía gia đình khi cùng ăn cơm tối. Và tất nhiên, trong các tình huống giao tiếp ngoài xã hội, thì các bạn cũng hãy thực hiện như vậy nhé. Lời khuyên thứ tư, học hỏi từ trải nghiệm. Các bạn thân mến ơi, cuộc sống là một khóa đại học kéo dài và chúng ta luôn cần phải tìm cách học ít nhất một điều mới mỗi ngày. Trong suốt nhiều năm kinh doanh, các tỷ phú đã đưa ra vô số dự án thuộc đa dạng các lĩnh vực, ngành nghề mới lạ với bản thân. Điểm mấu chốt khi tiếp cận một lĩnh vực mới không chỉ nằm ở chỗ bạn phải học hỏi nó một cách nhanh chóng, mà còn cần phải cảm thấy hào hứng khi làm việc đó nữa các bạn ạ. Khi nhìn thấy một cơ hội, hãy theo đuổi nó, ngay cả khi đó không phải là lĩnh vực quen thuộc hay đúng với chuyên môn của bạn. Ý thức được việc bản thân không biết một điều gì đó cũng chẳng sao, hết sức quan trọng, vì lúc nào bạn cũng có thể học hỏi chúng. Hãy biết nắm bắt cơ hội và đừng tự nghi ngờ bản thân. Thay vào đó hãy tự tin và tự nhủ, mình sẽ làm được, các bạn nhé. Lời khuyên thứ 5, tìm một sở thích thú vui ngoài công việc. Một trong những yếu tố then chốt góp phần làm nên hạnh phúc của chúng ta là những sở thích và thú vui ngoài công việc. Ra khỏi không gian làm việc để hòa mình vào môi trường có thể làm giúp giảm stress và lo lắng, đồng thời cũng là cách giúp bạn lấy lại năng lượng. Đây là một cách tuyệt vời để cải thiện cảm xúc và giúp bản thân cảm thấy tự chủ hơn đấy các bạn ạ. Leo núi, đạp xe, lướt sóng là vài cách mà nhiều nhà tỷ phú, triệu phú đã sử dụng để cảm thấy gần gũi hơn với thiên nhiên. Tuy nhiên bạn không nhất thiết phải làm như vậy.
mà có thể đơn giản dắt chó đi dạo hay thậm chí dành thời gian ngắm nhìn bầu trời vào ban đêm. Chỉ cần đó là thứ mà bạn yêu thích và có thể giúp bạn tạm quên đi những căng thẳng, áp lực trong công việc thì bạn đừng ngần ngại thực hiện việc đó nhé. Lời khuyên thứ 6, đừng sợ thử điều mới. Ông trùm đầu tư, nhà từ thiện người Anh Branson là một người có sự nghiệp thành công, đạt đến độ đỉnh cao. Khi chia sẻ về bí quyết thành công của mình, ông nói rằng chưa bao giờ sợ phải nói có với những ý tưởng hay mục tiêu mới. Và đây cũng là lý do giải thích vì sao tập đoàn Virgin ngày nay có thể trở thành đế chế kinh doanh đa quốc gia với hơn 200 công ty lớn nhỏ thuộc nhiều lĩnh vực. Không tự giới hạn bản thân trong một khuôn khổ hay lĩnh vực nào, vị tỷ phú luôn sẵn sàng mở rộng lĩnh vực kinh doanh và cởi mở với những điều mới. Ông khuyến khích mọi người nên nỗ lực đẩy bản thân ra khỏi vùng an toàn, vì đó là cách duy nhất để biết chúng ta thực sự có thể đi bao xa. Thành thực mà nói, những gì tốt đẹp nhất trong cuộc đời tôi chưa bao giờ xảy ra bên trong giới hạn của vùng an toàn. Chính khi bạn cảm thấy khó khăn khi nghĩ tới việc từ bỏ và rồi chiến thắng, nghi ngờ để vượt qua tất cả, thì đó mới là khi những điều tốt đẹp xảy ra. Và lời khuyên thứ 7, biến hạnh phúc thành thói quen. Các bạn ơi, hạnh phúc không phải là sản phẩm sinh ra từ thành công, mà hạnh phúc đến từ bên trong mỗi người mới là cánh tay đắc lực giúp người đó thành công. Bạn hãy cảm thấy may mắn khi được sống một cuộc đời tuyệt vời nhé. Hầu hết mọi người có thể sẽ nghĩ rằng thành công trong công việc kinh doanh cũng như sự giàu có đi kèm với nó đã mang lại hạnh phúc cho những người thành đạt. Thế nhưng điều ngược lại mới là sự thật. Họ thành công, giàu có và có nhiều mối quan hệ xã hội bởi vì họ cảm thấy hạnh phúc. Vậy nên các bạn ơi, chúng ta đừng nghĩ rằng hạnh phúc là điều gì đó quá xa vời nhé. Hạnh phúc ở ngay trước mắt chúng ta, chỉ cần chúng ta nhận ra nó và nắm lấy mà thôi. Các bạn thân mến, để có thể tạo nên một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc và thành công thật ra rất đơn giản. Hãy yêu thương mọi người, biết ơn những gì mình đang có, tử tế với những người xung quanh và suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện. Đặc biệt, đừng bao giờ bỏ cuộc mà hãy cứ tiếp tục nỗ lực cho đến lúc thành công. Bạn hãy ghi nhớ công thức này và áp dụng vào bài toán cuộc sống của bạn để có thể ra được đúng đáp số mà bạn mong muốn nhất nhé. Giờ thì bí quyết thành công phải nói lời chào tạm biệt các bạn rồi. Đừng quên, chúng ta luôn có hẹn với nhau vào 11 giờ trưa và 7 giờ tối hàng ngày trên kênh YouTube của Bí quyết thành công nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.